Ui, ui, ok, hiện tại thì đang đi tìm bìm bịp nha các bạn. Bìm bịp thì thường ra đồng nó ăn á các bạn. Ra đồng nó ăn thì sẽ đi tìm thấy nó ở chỗ nào và bắn nha các bạn. Ra mình cũng chưa biết nó là ở đâu nên nhiều lúc nó bay rất là bất ngờ. Trời đang mưa. Hả? Nãy thấy ở dưới đâm bắp nó nhỏ nè. Rồi đấy đi đấy. Nói nãy thấy ở đâm bắp này hai con à, ba con vậy. Ăn dặm nha các bạn. Anh nó bay vô cái bụi rù rì cái bụi kia kìa mà không biết đâu nó bay gì đâu ấy, bay ba con như nó luôn một lại nó bay thấy nãy chung vô bụi đó chú thấy nó chung bụi đó nãy chung bụi đó rồi chung bụi đó hả mấy bụi này nãy chung bụi này đang đi tìm xem thấy dạo dạo thế nãy chung bụi cao ấy mà không biết nó chung đâu. À, nó có khi nó qua bên bên cái bụi bên kia nữa. Ở đâu? Đây đây. Đang phát hiện một con. Anh em của tôi đang đuổi các bạn. Đâu đâu? À, nó bay kìa, nó bay kìa. Nó bay qua u bên tàu bên kia rồi, chạy. Chạy đâu? Rượt. Chạy lên. Rượt. Chạy lên nào rượt. Rượt. Ui. 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 Bay qua đông keo. Vô. Thôi chung vô đạo cho nay đâu mà. Mà. Kia. Ở trên cao, ấy. Ở trên cao. Ở đó bay nha. Nó bay lên rồi, dễ bắn mày. Coi, lì coi thưa chỗ nào đi. Trùng cái là biết rồi. Không, nó ở đâu đằng này nè. Nãy mới thấy, trùng rồi. Ở trên đó. Qua đi. Trực đâu. Đây, cành mình kìa. À, kia. Thôi rồi. Bắn đi, đừng xuống. Bắn đi. Cái nó. Bắn được. Im, đứng im đi. Để tao. Chốt chạy chưa? Đừng ná. Ở trâu trên bụi các bạn, trên đọt mà chưa thấy mình không thấy được nha các bạn. Các bạn thông cảm á. Má nó nằm trên bán cái nằm chỗ nào? Ừ. Không thấy đâu các bạn. Ở chỗ nó có. Chỗ nào đâu? Thấy rồi, đứng trong là thấy mà. Thấy thì bắn. Thấy ở dưới đâu mà. Thấy rậm đen thì sao bắn được. Qua chơi mục đích qua lên coi thứ nó bay đừng để nó bay mất. Bay phải nắm dấu nó nha. Để em lên 500 rồi. Chỗ nào của anh? Kia nè. Hả? Là nè. Má bay bắn sợ không lọt. Rậm đen mà sao lọt được. Để cút cái nữa. Ừ, cút cái. Kéo thiệt mạnh lên. Đấy, con thầy đang đứng trong kia các bạn. Tại rậm lắm. Kéo hết cỡ luôn thử chứ rậm đen sao á. À thấy rồi. Rau. Đây này, tay nào bắn lọt vô được ở đây mà rậm lắm. Coi được không mà nó u đen đọt á chứ mày nó bay á. U đen đọt luôn nha, đứng xa xa ra thấy thôi à. Đây nè. Không, đứng ở phía thằng phía cái keo phía bên kia chắc thấy á. Bay. Chưa bay. Bay lùm kia ấy, bay lùm kia. Anh em cẩn thận. Bắn chuẩn vô. Coi mất dấu. Đâu sực. Lên kinh. Lên. Luồn lại chú. Lên. Đâu đâu. Chỗ nào? Bắn cho chuẩn. Đâu. Nó bay, coi nó bay. Ô đi cao kìa.
Nhìn đi, xuống lại nhìn chứ đừng để nó quay đứng xa xa ra xuống phía dưới đi. Không có đá à? Còn. Đừng có bắn, chia ra xa xa để quay ở trong đống keo nó bay mất á nha. Các bạn nhìn không, u trên đột kia nha. Không có dễ dàng đâu các bạn. Đứng xa xa ra coi nó chạy mất ấy. Nhìn nghe nha, chú vô trong gò nha. Để vô gò. Đúng vô. Hử? Chạy. Ra ngoài đi. Chỗ nào? Bay đâu? Kia. Kia keo kia. Giờ nó đổ nó không bay nó không? Không nấu. Đứng trực đứng xịt lên tí. Ở đây tiền đột này. Đừng rung bắn đi. Nó đâu? Thôi nó đổ đâu cao đâu mà. Cẩn thận chứ nó quay u trong kia đấy. Tay nào phải lên đám trên đi. Đám trên rậm lắm. Đâu đâu? Cố coi nhìn tiếng đọc đây. Không mất đâu. Ôi đâu từ ra trở lại này. Rồi thấy đổ đâu cái đôi mà. Đổ đâu coi. Lì lại ôm hai cây kia rung lên lì. Rồi cái đó, trước mặt. Ừ. Qua cái bên đi. Cái bên nữa. Ở đây. Kia. Im đến mình thao. Rồi bay lại cái kia. Im đi, anh em cẩn thận. Ui dồ, cao các bạn. Nghĩ sao bánh. Lên đi, lên. U trên kia nó quay bắt ấy. Bánh chuẩn vô. Lượng đá nó nhiều vô. Vô nó phất chạy. Rầu trống này. Đó các bạn. U đi đột ấy. Không nhìn thấy được luôn không. Chứ bị bay kìa. Mày nó bay á anh em. Ở này qua phía này dưới bánh này của anh. Quen lại cái này trống này, phía này hơi trống này. Phía này trống này. Nó bay hướng ta này. Ờ. Còn trực cái chị đâu lúc. Trực đâu? Cao quá không quay được nha các bạn. Nó bởi vì nó khá là cao, rừng rậm rất là rậm. U đi đột ấy. Ở đây, lên chỗ này bánh á. Nghe góc cây bánh liền được á. Góc cây phía bên á. Đấy, đứng đây, thay vô. Đấy, anh chuẩn vô. Vô. Lên cao nữa đi. Sực đuôi vậy. Vậy. Kéo mạnh ra chuẩn vô. Vô, nó mắc cái còi, mắc cái còi dưới này sao bắn. Mà nhìn thấy không. Nó mắc cái còi không bắn được nha các bạn. Rộng đen. Mắc coi. Vô đường đá cho ai bắn được tới rồi. Nè, cục đá này. Ê, chuẩn bị cho mày ấy. Má cục nó to. Quay nó ra. Cái gì vậy? Cục đá bự. Thì lượm đá đi. Lượm đá được hết đá rồi. Nè. Xa quá các bạn, rất là khó khăn luôn. Nó mắc rất là cao nên không có thể bắn được nha các bạn. Bắn lên nó đụng mấy cái chà nhỏ. Đâu trúng đâu? Đúng rồi, một phát không? Chú thấy một phát không? Rầu sắp rớt rồi kìa, một phát không? Đây này qua lại phía này hình như chắc trống hơn á. Lượm đá đi. Trực chạy xuống kia lượm đá đi trực ơi. Ở trên này khu này không có đá. Các bạn ơi, trên kia các bạn. Nó khá cao mà nó kín rậm hết trời, đâu quán được đâu. Bắn cái gì mà bắn? Nhanh lên lượm đá đi. Mang
vô lượm đá đại đi, nó khỏe nó bay mất á. Đó. Đó các bạn, bầu cũng thấy rồi, đuổi nó vô tới đời mà nó đứng trên cái kèo cao quá không bắn tới, nào bắn tới. À, các bạn nhìn nè, cái kèo tốt lên đọt luôn, chưa tới mà các bạn nhìn đây. Bạn ơi bắn chuẩn vô. Thì lượm đi, đi lượm đi chứ không có đá sao bắn. Để chú dùm cho. Nhưng mà nhanh lên. Tấu không? Làm nhanh rồi. Bày cái nó không có đường không? Rớt cầu. Đồ. Ủa sao hay dữ vậy? Chết rồi. Một phát. Đồ. Ức luôn à. Không ngờ á. Dạ. Rồi các bạn, chết nè. Chết ngắt luôn. Đỉnh. Dạ. Đồ các bạn nhìn đây đây nè, cái keo các bạn nhìn đi. Nó cao, nó đứng u đường đột không thể bắn được nha. Đó, khi chỉ cần bắn lọt vô là chết à. Đúng không? Rất liền rồi đây. Thanh niên này là người bắn rớt nha các bạn. Ok, video xanh bì bịp của mình đến đây là kết thúc á. À, nếu các bạn thấy video này hay hãy cho anh em chúng tôi một like và một share để ủng hộ kênh của tôi á. Bye bye. Đây là thanh niên bắn rớt. Đây. Một thanh niên kia, thanh niên.